Chương trình tin tức của Đài truyền hình Sài Gòn TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin liên quan đến thế giới từ quý khán thính giả. Liên quan đến vấn đề bầu cử ở tại Ba Lan, bản tin cho biết là phe đối lập ở tại Ba Lan tuyên bố thắng cử. Lãnh đạo của phe đối lập Ba Lan tuyên bố rằng họ đã giành được chiến thắng trước phe bảo thủ cầm quyền. Điều này mở ra quỷ nguyên mới cho đất nước. Kết quả thăm dò cho cuộc hậu bỏ phiếu của Ipsos cho thấy là liên minh các đảng đối lập ở Ba Lan sẽ giành được đa số ghế ở trong quốc hội, kết thúc 8 năm cầm quyền của đảng cánh hữu dân túy mang tên là Luật pháp và Công lý của Ba Lan, tức là đảng PIS. Theo khảo sát, Liên minh dân sự của cựu lãnh đạo Liên Âu là ông Donald Tusk có thể giành được 163 ghế trong tổng số là 460 ghế của Quốc hội. Hai đảng nhỏ hơn là Con đường thứ ba và Cánh tả lần lượt sẽ giành được 55 ghế và 30 ghế. Tổng số ghế liên minh ba bên có thể sẽ là 248 ghế. Trong khi đó, đảng cánh hữu dân túy mang tên là luật pháp và công lý được dự đoán giành được 200 ghế, và Liên minh cực hữu là phe có thể hợp tác với đảng này giành được 12 ghế. Bà Lan đã chiến thắng, dân chủ đã chiến thắng, ông donaldus cho biết, và ông bày tỏ vui mừng sau khi kết quả thăm dò được công bố. Đây là lúc chấm dứt thời kỳ tồi tệ này, triều đại của đảng cánh hữu dân túy, luật pháp và công lý đã kết thúc. Donald Tusk năm nay 66 tuổi, người đã từng làm thủ tướng của Ba Lan từ năm 2007 đến 2014 và là chủ tịch của Hội đồng Âu châu từ 2014 đến 2019. Ông cam kết sẽ khôi phục lại quan hệ tốt đẹp với Liên minh Âu châu, mở lại các quỹ Liên Âu đã bị đóng băng do tranh chấp trong suốt 8 năm qua với chính phủ của đảng cánh hữu dân túy Luật pháp và Công lý. Ông cũng tuyên bố là sẽ ban hành luật phá thai, là vấn đề gây tranh cãi lâu nay giữa các phe phái và chính phủ bảo thủ ủng hộ cho các giá trị công giáo truyền thống. Tổng thống Palestine nói Hamas không đại diện cho người Palestine. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây, ông Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine và tổ chức giải phóng Palestine, tuyên bố hành động chính sách của lực lượng vũ trang Hamas ở giải Gaza không đại diện cho người Palestine. Khẳng định tổ chức giải phóng Palestine là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine. Nhóm vũ trang Hamas và phong trào Fatah của ông Abbas đối chọi trên cả khía cạnh chính trị và chiến lược ông Abbas là lãnh đạo chính quyền palestine được quốc tế công nhận tổng thống Abbas phản đối giết hại dân thường ở cả hai bên và kêu gọi thả dân thường tù nhân cùng những người đang bị bắt ở cả hai phía hãng thông tấn wafa của palestine dẫn lời ông Abbas ông cũng bày tỏ lo ngại rằng việc di tản người dân ở giải gaza sẽ trở thành nakba thứ hai Ông nhắc tới sự kiện Nakba, thảm họa di cư năm 1948, khi khoảng 700.000 người Palestine bị đuổi khỏi nhà ở những khu vực ngày nay thuộc Israel. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela, Tổng thống Maduro tái khẳng định nước này ủng hộ vô điều kiện người dân và chính quyền Palestine. Ông Maduro cũng đề nghị gửi 30 tấn hàng viện trợ cho người dân Palestine trong những ngày tới. Do Thái tuyên bố họ không muốn chiếm đóng giải Gaza, không muốn xung đột với phe Hezbollah. Khi được hỏi rằng Do Thái có kế hoạch chiếm đóng giải Gaza hay không và liệu những người Palestine di tản ra khỏi khu vực này có được phép trở lại hay không, thì đại sứ Do Thái ở tại Hoa Kỳ là ông Michael Herzog nói rằng chúng tôi không muốn chiếm đóng Gaza, chúng tôi chắc chắn muốn những dân thường Palestine vô tội được quay trở về nhà của họ. Theo vị đại sứ này, thì Do Thái đang làm mọi thứ có thể để dân thường không bị tổn hại, trong khi Hamas thì hành động ngược lại. Ông nói rằng tuy nhiên tôi thấy vẫn còn hơi sớm để nói về vấn đề này vì việc ghiền nát cỗ máy chiến tranh của Hamas sẽ cần phải có nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ phải thảo luận với các đối tác và cộng đồng quốc tế. Ông cũng cho biết là Do Thái đang ở trong quá trình hợp tác với Liên Hiệp Quốc để thành lập ra khu nhân đạo ở phía nam của Gaza với quy mô hàng trăm ngàn người. Ông cho biết, chúng tôi đang hoạt động theo luật pháp quốc tế và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết mà người dân Palestine đang cần đến trong một diễn biến khác có liên quan, bộ trưởng quốc phòng của do Thái là ông Yoav Gallant tuyên bố, do Thái không muốn xung đột với nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon dọc theo biên giới phía bắc và không muốn làm tình hình leo thang. Nếu như phe Hezbollah chọn con đường chiến tranh thì họ sẽ phải trả giá rất đắt. nhấn mạnh rằng nếu họ kiềm chế, chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó và sẽ giữ nguyên tình hình. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Israel. Các giới chức Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Joe Biden sẽ sớm thăm Israel theo lời mời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chuyến thăm của ông Biden nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh lớn nhất của nước này ở Trung Đông. Hiện ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng có chuyến thăm khu vực này. Nguồn tin giấu tên đã xác nhận báo cáo của nhiều cơ quan báo chí Israel rằng ông Netanyahu đã mời ông Biden đến Israel trong cuộc điện đàm gần đây. Tòa Bạch Ốc không bình luận về thông tin này. Phán ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson nói, chúng tôi không có chuyến đi mới nào sắp tới. Trong một diễn biến khác, phái đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ, trong đó có lãnh tụ đa số thượng viện Chuck Schumer, thượng nghị sĩ Bill Cassidy, thượng nghị sĩ Jack, Jackie Rosen, thượng nghị sĩ Mitt Romney và thượng nghị sĩ Mark Kelly đã thăm Israel hôm 15 tháng 10. Cuộc họp báo của phái đoàn Mỹ bị hủy bỏ do một loạt hỏa tiễn bắn vào khu vực thủ đô Tel Aviv, khiến những người tham dự buộc phải chạy xuống hầm trú ẩn. Tổng thống Nga là Vladimir Putin tuyên bố là Nga và Trung Quốc sẽ không tìm cách để thiết lập một liên minh quân sự hay là chính trị, mà chỉ hợp tác với nhau ở trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự như là với nhiều quốc gia khác. Nói rằng chúng tôi không tìm cách liên minh để kết thành một liên minh quân sự chính trị nào đó, nhưng người Mỹ thì lại làm điều đó, hơn nữa, họ đang buộc các đồng minh của mình làm suy yếu quan hệ với Nga và Trung Quốc. Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Russia Today. Nhà lãnh đạo của Nga cũng đưa ra bình luận về tuyên bố gần đây của một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến việc Hoa Thịnh đốn chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh đồng thời có thể xảy ra với Nga và Trung Quốc, có thể bao gồm có cả việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Nếu nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga thì tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị cho chiến tranh bởi vì chúng tôi tuân theo nguyên tắc nổi tiếng từ xưa rằng nếu bạn muốn hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng chúng tôi hành động dựa trên giả định rằng chúng tôi muốn hòa bình. Putin nói như trên. Ngày hôm nay điện Cẩm Linh cho biết Putin sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình ở tại Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 10. Putin sẽ hội đàm với Tập Cận Bình bên lề diễn đàn sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Đức tăng số trạm kiểm soát dọc biên giới phía đông và phía nam. Ngày 16 tháng 10, Đức đã tăng số trạm kiểm soát dọc biên giới phía đông và phía nam trong nỗ lực kiểm soát lượng người nhập cư trái phép gia tăng. Theo Bộ Nội vụ Đức, Berlin đã thông báo với Liên Âu về kế hoạch lập trạm kiểm soát tại các cửa khẩu ở biên giới với Cộng hòa Czech, Ba Lan, Thụy Sĩ để ngăn các đối tượng buôn lậu và các trường hợp nhập cư bất thường. Biện pháp này sẽ kéo dài trong 10 ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 10. Bên cạnh đó Đức cũng gia hạn kiểm soát biên giới với áo trong 6 tháng kể từ ngày 12 tháng 11. Biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nêu rõ, cảnh sát biên giới sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát mới một cách linh hoạt tùy thuộc vào tình hình. Dù không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, song Thụy Sĩ vẫn nằm trong khu vực Schengen cùng với Đức, Ba Lan và Cộng hòa Czech trong khu vực Schengen, hoạt động kiểm soát tại biên giới chỉ được phép thực hiện trong một số trường hợp và cần phải có thông báo trước với Liên minh châu Âu. Vào cuối tháng 9, Đức đã siết chặt an ninh dọc biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech, tăng cường tuần tra để ngăn dòng người di cư. Tính từ đầu năm đến nay, Đức đã nhận được hơn 250.000 đơn xin tị nạn, nhiều hơn cả năm 2022. Dự trữ khí đốt ở Âu châu đạt được đến mức cao kỷ lục để đối phó với mùa đông giá rét. Hạ tầng cơ sở khí đốt của Âu châu cho biết, tổng dự trữ khí đốt ở Liên Âu đã đạt được mức cao kỷ lục. Hiện tại, các cơ sở lưu trữ ở dưới lòng đất của Âu châu đã được lấp đầy gần 98%, tức là cao hơn 8.5% điểm so với mức trung bình và thời điểm này trong 5 năm qua. Chứa gần 108 tỷ mét khối khí đốt. Giữa tháng 8 vừa qua, các nước Âu châu đã đạt được mục tiêu lấp đầy 90% các kho chứa khí đốt ở dưới lòng đất để đáp ứng với giai đoạn nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Trước đó, ủy ban Âu Châu lên kế hoạch đạt được chỉ số này vào tháng 11. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng quốc tế lưu ý rằng ngay cả việc mức dự trữ cao như vậy trong trường hợp mùa đông giá rét và nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị ngừng hoàn toàn thì có thể sẽ dẫn đến việc bất ổn thị trường ở khu vực này vào mùa đông. Cơ quan này cũng cho rằng vào cuối mùa đông tới, dự trữ ở tại các cơ sở lưu trữ khí đốt ở dưới lòng đất của Liên Âu có thể giảm xuống dưới mức tới hạ giới hạn là 20% và đồng thời căng thẳng ở trên thị trường khí đốt Âu Châu có thể lặp lại do thời tiết giá rét và nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng giảm xuống. Và đó là những phần tin liên quan đến thế giới thưa quý vị. Sau vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ.